Mến. ở tiết học trước, chúng ta đã có một tiết bài tập rèn luyện về tính diện tích hình phản. Các em đã được nghiên cứu về phương pháp giải của hình phản dạng 1 giới hạn bởi một đường cong y bằng fx, trục hoành ox, các đường thẳng x bằng a, x bằng b. Chúng ta cũng tiếp tục được nghiên cứu về hình phản dạng 2, tức là hình phản được giới hạn bởi hai đường cong y bằng fx, y bằng x, các đường thẳng x bằng a, x bằng b. Thì ở tiết học ngày hôm nay, thầy và trò chúng ta sẽ tiếp tục đi nghiên cứu hình phản dạng 3. Mời các em đi vào Tiếc học tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay. Tiết bài tập theo phân phối chương trình tiết 65. Dẫn bài hình phản số 3. Khi các em gặp hình phản dẫn 3, tức là hình phản H giới hạn bởi 3 đồ thị hồn số Y bằng F1X có đồ thị là C1, Y bằng F2X có đồ thị là C2, Y bằng F3X có đồ thị là C3. Thì đứng trước dẫn hình phản giới hạn bởi 3 đường cong này thì phương pháp giải được tiến hành như thế nào? Bước 1 chúng ta sẽ đi tìm hoành độ các giao điểm. A là giao điểm của đồ thị C1 với C2, tức là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm F1x bằng F2x. B là giao điểm của C1 với C3, tức là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm F1x bằng F3x. C là giao điểm của đồ thị C2 với C3, tức là nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm F2x bằng F3x. Bước 2. kem vẽ hình để xác định diện tích hình phản cần tính. Thầy minh họa bằng một hình vẽ sau đây. Như vậy quan sát hình vẽ các em thấy rằng hình phản của chúng ta được giới hạn bởi ba đường cong y bằng f1x là đường này. Y bằng f2x là đường cong số 2 này. Và y bằng f3x là đường cong số 3 này. Và lần lượt chúng ta tìm được hoành độ dấu điểm của các đường cong lần lượt tại điểm A có hoành độ x1, điểm B có hoành độ x2 và điểm C có hành độ x3. Vậy thì lúc đó, diện tích x chúng ta sẽ được xác lập bằng tổng của hai diện tích. Tích phân đi từ x1 đến x2 của f1x trừ f2x dx hoặc giá trị tuyệt đối của f1x trừ f2x dx. Cộng tích phân đi từ x2 đến x3 của f3x trừ f2x dx hoặc giá trị tuyệt đối của f3x trừ f2x dx. Một lần nữa, mời các em quan sát lại phương pháp giải đối với dọn bài số 3 này. Và điều đặc biệt của dọn bài số 3 này, nó khác hẳn so với dọn bài số 1 và dọn bài số số 2 mà các em đã được học hôm trước. Đó là cái kỹ năng vẽ hình để xác định cái hình phản cần tính. Đây là một kỹ năng quan trọng mà các em cần phải lưu ý. Và để khắc sâu hơn kiến thức của dọn bài số 3 này, thì mời các em đến ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 6 tính diện tích hình phản giới hạn bởi các đường y bằng căn x có đồ thị là c, y bằng 6 trừ x có đồ thị là đường thẳng d và đường thẳng y bằng 0 có đồ thị là đường thẳng d phải. Đáp án a diện tích bằng 2. Đáp án b diện tích bằng 16 phần 3. Đáp án c diện tích bằng 22 phần 3 và đáp án d diện tích bằng 1. Thì đứng trước bài toán như thế này thì chúng ta tiến hành như thế nào? Bước 1 Chúng ta sẽ đi tìm hành độ vô điểm của C, D và D phải lần lượt là nghiệm của các phương trình sau đây. Phương trình thứ nhất là can x bằng 6 trừ x. Ta sẽ thu được nghiệm x bằng 4. Phương trình số 2, can x bằng 0. Chúng ta thu được nghiệm x bằng 0. Phương trình số 3, 6 trừ x bằng 0. Ta thu được nghiệm x bằng 6. Mời các em quan sát hình vẽ. Thì nhìn vô hình vẽ chúng ta thấy rằng hình phản của chúng ta được giới hạn bởi ba đường. Đường cong y bằng fx tức là đường cong y bằng căn x. Đường thẳng y bằng 6 trừ x là đường thẳng này. Và đường thẳng y bằng 0 chính là trục hoành ux. Và quan sát hình vẽ chúng ta thấy rằng diện tích của chúng ta sẽ được tính sẽ được phân tích ra thành tổng của hai diện tích tức là hai hình phản thứ nhất phần gạch chéo màu xanh và thứ hai phần gạch chéo màu màu tím và theo diện tích cần tìm của chúng ta, x sẽ bằng tích phân đi từ 0 đến 4 của can x dx cộng tích phân đi từ 4 đến 6 của 6 trừ x dx. Vậy vấn đề đặt ra chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ lần lượt à, đi tính các diện tích. Đầu tiên thầy đặt y1 bằng tích phân đi từ 0 đến 4 của can x dx. Với tích phân này chúng ta đi đặt t bằng can x bình phương A vé ta được T bình bằng x. Vi phân lên ta được kết quả 2T dt bằng dx. Đổi biến thì kèm theo đổi cạnh. Với cạnh x bằng 0, chúng ta thế vô, ta sẽ được T sẽ bằng 0. Với cạnh x bằng 4, chúng ta thế vô, chúng ta sẽ được T bằng căn 4, tức là T bằng 2. Vậy thì lúc đó, tích phân y1 của chúng ta sẽ được viết lại là tích phân lên từ 0 đến 2. Căn x kem thay thành T, dx kem thay thành 2T dt. Hàng số 2 chúng ta đưa ra ngoài, t nhân t chúng ta được kết quả là t bình dt. Lấy nguyên hàm chúng ta sẽ được 2 phần 3 t mũ 3 cộng đi từ 0 đến 2 chúng ta viết lại. Và bằng cách thế cộng 2 và 0 chúng ta sẽ thu được kết quả là 16 phần 3. Và việc tiếp theo của chúng ta sẽ là đi tính tích phân y2. Tích phân y2 của chúng ta sẽ là tích phân đi từ 4 đến 6 của 6 trừ x dx chúng ta thấy rằng 6 trừ x chúng ta có thể lấy được nguyên hàm trực tiếp. Nguyên hàm của 6 bằng 6x. Nguyên hàm của x là bằng 1 phần 2 x bình. Cặn đi từ 4 đến 6 các em viết lại. Và bằng cách thế cặn 6 và cặn 4 vô, chúng ta sẽ thu được kết quả cuối cùng của tích phân này. Bằng 2. Và thì diện tích cần tìm của chúng ta, x sẽ bằng 16 phần 3 cộng 2, tức là tổng của y1 cộng y2. Và kết quả cuối cùng của chúng ta thu được sẽ là 22 phần 3 đơn vị diện tích. Và với kết quả này, đáp án của chúng ta thu được sẽ là đáp án C. Thì các em lưu ý rằng đối với dần toán hình phản này, thì các em sẽ ngại trong việc vẽ hình, thì chúng ta còn một cách giải thứ hai nữa. Mời các em quan sát cách giải thứ hai của bài toán này. Đối với đường thẳng y bằng 6 trừ x, thầy có thể chuyển về phương trình tung độ x bằng 6 trừ y. Đối với đường không y bằng căn x, thầy cũng thể chuyển về phương trình tung độ x bằng y bình với điều kiện y lớn hơn bằng 0 thì lúc này chúng ta lập phương trình tung độ giao điểm của x bằng 6 trừ y và x bằng y bình thì chúng ta sẽ được phương trình tung độ giao điểm y bình bằng 6 trừ y. Giải phương trình này ta thu được y bằng trừ 3 nhỏ hơn 0, ta loại đi và y bằng 2 lớn hơn 0. Vậy thì lúc đó diện tích hình phản cần tìm của chúng ta sẽ được viết lại là bằng tích phân ở từ 0 đến 2 giá trị tuyệt đối của y bình cộng y trừ 6 tất cả dy. Bằng cách lấy nguyên hàm Thay biến y ta sẽ thu được kết quả y mũ 3 trên 3 cộng y bình trừ 6 y cộng đi từ 0 đến 2 và được viết lại là bằng giá trị tuyệt đối của trừ 22 phần 3 và kết quả bằng 22 phần 3 đơn vị diện tích giống cách giải 1 mà chúng ta vừa làm. Vậy thì cái ưu điểm của cách 2 là gì? Đó là chúng ta sẽ hạn chế được cái việc vẽ hình. Hạn chế được cái việc vẽ hình giúp ích cho các em tiết kiệm thời gian trong quá trình làm trách nghiệm. Tính diện tích hình phản giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng x bình giá trị tuyệt đối của x bình trừ 4 và y bằng x bình trên 2 cộng 4. Chúng ta có 4 đáp án A, x bằng 4, B, x bằng 20 phần 3, C, x bằng 32 phần 3 và D, x bằng 64 phần 3. Thì ở đứng trước hình phản này, đứng trước dẫn hình phản này, thì việc đầu tiên của chúng ta à, sẽ là quan tâm cách vẽ hình để xác định diện tích hình phản cần tính của chúng ta là gì. À, mời các em quan tâm chúng ta cách vẽ hình. Đầu tiên chúng ta sẽ dễ dàng thấy được đây là đồ thị của hồn số y bằng giá trị tuyệt đối của x bình trừ 4 gồm có hai đường. Đường thứ nhất là đường y bằng x bình trừ 4 là gồm có hai đường bên trái và bên phải trục trục tung. Và đường thứ hai là cái đường một đỉnh của parabol này. Đây là đường y bằng 4 trừ x bình. Và hình phẳng và đường cong thứ hai là đường cong parabol y bằng x bình trên 2 còn 4. Và đây là hình phản cần tính của chúng ta. Và thì chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng hình phản của chúng ta đối xứng nhau qua trục OI. Do đó, chúng ta chỉ quan tâm tính diện tích hình phản bên phải trục OI. Sau đó, diện tích cần tính sẽ là à, nhân hai diện tích bên phải trục OI này. Và thầy sẽ chia diện tích hình phản bên phải trục OI ra làm hai hình phản. Hình phản bởi gạch màu xanh và hình phản bởi gạch màu tím. Nhận xét hòm số 1 và hòm số 2 là những hòm số chán. Do đó chúng có đồ thị nhận OI làm trục đối xứng. Do đó ta chỉ xét phần hình phản bên phải trục OI. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xét phương trình hoành độ các giao điểm của các đồ thị F1x bằng F2x. F1x bằng F3x và F1 F2x bằng F3x. Như vậy chúng ta sẽ lần lượt được các phương trình hoành độ giao điểm và chúng ta dễ dàng thu được các nghiệm x bằng 4. x bằng 4 là hành độ vô điểm của f1 và f3. Xin lỗi các em, là hành độ vô điểm của f1 và f2. x bằng 0 là hành độ vô điểm của f1 và f3 và x bằng 2 là hành độ vô điểm của f2 và f3. Vậy thì ta có hình phản H1 là hình phản mà gạch màu xanh này được giới hạn bởi các đường f1x là cái đường màu xanh này đây các em là bằng x bình trên 2 cộng 4 F2X là cái đường gạch màu đỏ này đây là bằng 4 trừ x bình và các đường thẳng x bằng 0, x bằng 2. Và thì suy ra diện tích x1 sẽ được tính bằng tích phân đi từ 0 đến 2 của F1X trừ F2X tất cả đi x mà không cần dấu giá trị tuyệt đối. Bởi vì trên đoạn từ 0 đến 2 ta dễ dàng nhận thấy F1 luôn luôn lớn bằng F2 với mỗi x thuộc đoạn 0, 2. Thay F1 x bằng x bình trên 2 cộng 4. Thay f2x bằng 4 trừ x bình, ta thu được tích phân mới. Làm gọn tích phân mới này và chúng ta thu được kết quả là tích phân từ 0 đến 2 của 3 phần 2 x mũ 2 dx. Lấy nguyên hàm ta được 1 phần 2 x mũ 3 cặn đi từ 0 đến 2 và thế cặn vô chúng ta thu được kết quả bằng 4. Như vậy diện tích x1 này cho ta kết quả bằng 4. Và thì việc tiếp theo của chúng ta sẽ đi tính diện tích phần x2 này. Vậy thì nhìn vô đồ thị chúng ta dễ dàng nhận thấy hình phản H2 của chúng ta sẽ được giới hạn bởi các đường F1X là các đường màu xanh, F3X là đường màu đỏ và các đường thẳng X bằng 2, X bằng 4. Vậy thì dễ dàng suy ra được diện tích X2 sẽ được xác lập bởi công thức tích phân đi từ 2 đến 4 của F1X trừ F3X tất cả DX mà cũng không cần giáo cho giá trị tuyệt đối bởi giải thích F1 luôn lớn bằng F3 với mỗi x thuộc đoạn từ 2 đến 4. Và thế f1x bằng x bình trên 2 cộng 4. Thế f3x bằng x bình trừ 4. Như vậy chúng ta sẽ thu được kết quả tích phân mới là bằng 1 phần 2 tích phân đi từ 2 đến 4 của 16 trừ x bình dx. Và 16 trừ x bình này đã có nguyên hàm trực tiếp là 16x trừ x mũ 3 trên 3 cộng đi từ 2 đến 4. Và bằng cách thế cặn ta thu được kết quả là 20 phần 3. Vậy thì diện tích x cần tìm của chúng ta sẽ là hai lần diện tích x1 cộng diện tích x2 và bằng hai lần x1 lúc nãy chúng ta tính được bằng 4. x2 sẽ là 20/3 và giá trị thu được là 64/3 đơn vị diện tích. Và với kết quả này thì chúng ta dễ dàng suy ra đáp án của ví dụ 7 chúng ta là đáp án D. Như vậy, chúng ta vừa khắc sâu kiến thức của hình phản dạng 3 bởi hai ví dụ 6 và ví dụ 7. Và bây giờ tiếp tục chương trình, tiếp tục tiết học ngày hôm nay, thầy sẽ mời các em đến với bài tập thể tích của vật thể tròn xoay. Bài tập thể tích vật thể tròn xoay. Chúng ta vào hoạt động 1, hoạt động tiếp cận kiến thức. Thầy cho hình phản phần tô màu hồng đây hình bên. Khi quay hình phản màu hồng này quanh trục x thì tạo thành một khối tròn xoay. Câu hỏi đặt ra là thể tích của khối trồng sai này được tính như thế nào? Thì với kiến thức đã học ở bài học hôm trước thì chúng ta có công thức thể tích V sẽ là bằng B tích phân đi từ A đến B của f(x) tất cả bình à dx. Và chúng ta sẽ vận dụng kiến thức này à chúng ta vào hoạt động số 2. Hoạt động hình thành kiến thức. Chúng ta đến ví dụ 8 là bài tập số 4 sách giáo khoa trang 121. Bài tập số 4 tính thể tích khối tròn xoay do hình phản giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục của x chúng ta có câu a hình phản giới hạn bởi y bằng một trừ x bình y bằng không câu b hình phản giới hạn bởi y bằng cos x y bằng không x bằng không x bằng b câu c hình phản giới hạn bởi y bằng tan x y bằng không x bằng không và x bằng b trên bốn chúng ta lần lượt đi nghiên cứu từng cao với những kỹ năng và lời giải cho từng cao ở câu A, yêu cầu có đề là tính hình phản, tính thể tích của vật thể tròn sai khi quay hình phản y bằng 1 trừ x bình và y bằng 0 này quay quanh trục của Ta đặt fx bằng 1 trừ x bình. Chúng ta đi giải phương trình hành độ vô điểm fx bằng 0 tương đương 1 trừ x bình bằng 0. Tương đương ta thu được hai nghiệm x bằng 1 và x bằng trừ 1. Và thì suy ra thể tích cần tìm sẽ là v bằng b nhân tích phân đi từ A đến B của fx tắc cỡ bình dx. Và bằng việc thế fx bằng 1 trừ x bình thì ta thu được tích phân mới sẽ là b tích phân đi từ 1 đến 1 của 1 trừ x bình tắc cỡ bình dx. Khai triển hàng đẳng thức ta thu được 1 trừ 2 x bình cộng x mũ 4. Bằng việc lấy nguyên hàm trực tiếp ta sẽ có được b nguyên hàm của 1 là x. Nguyên hàm của trừ 2x bình sẽ là trừ 2 phần 3x mũ 3 và nguyên hàm của x mũ 4 sẽ là 1 phần 5 x mũ 5 cộng từ trừ 1 đến 1 được chúng ta ghi lại. Và bằng việc thế cộng, chúng ta sẽ thu được kết quả của thể tích này là 16 phần 15 b đơn vị thể tích. Như vậy qua lời giải câu A thì các em cần khác sau một lần nữa để tính thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phản h quanh trục OX thì chúng ta lưu ý đặt x, x bằng cái hàm số đề cho chúng ta đi giải các phương trình hành độ vô điểm để tìm các càng A và B. Lúc đó chúng ta sẽ áp dụng công thức thể tích sẽ bằng B tích phân đi từ A đến B của F bình x dx và bằng việc thế Fx chúng ta sẽ thu được tích phân mới và việc giải quyết tích phân đó sẽ cho ta kết quả của thể tích cần tìm. Và để khác sau hơn nữa, chúng ta sẽ vào câu B. Câu B, tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phản giới hạn bởi các đường y bằng cos x, y bằng 0, x bằng 0 và x bằng b quay quanh trục của x. Thì tương tự câu A, chúng ta sẽ đi đặt fx bằng cos x. Chúng ta đi giải phương trình hành độ giao điểm fx bằng 0 tương đương cos x bằng 0 tương đương x bằng b trên 2 cộng k với k thuộc z. Và chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng tồn tại nghiệm x bằng b trên 2 khoảng 0 đến pi. Do đó, thể tích cần tìm của chúng ta sẽ được xác lập bởi V bằng B tích phân đi từ 0 đến B trên 2 cos bình x dx cộng tích phân đi từ B trên 2 đến B của cos bình x dx. Bằng việc lấy B làm nhân tử chung thì chúng ta sẽ còn lại tích phân đi từ 0 đến B trên 2 của cos bình x dx cộng tích phân đi từ B trên 2 đến B của cos bình x dx sẽ được viết lại bằng tích phân đi từ 0 đến B của cos bình x dx. Lúc này họ bật cốt bình x, ta sẽ thu được công thức 1 cộng cốt 2x trên 2, một tích phân mới được xuất hiện. Vậy việc lấy nguyên hòm của nó, 2 là hàng số ta đưa ra ngoài, như vậy sẽ bằng bi trên 2. Nguyên hòm của 1 là x, nguyên hòm của cốt 2x là 1 phần 2 sin 2x, cẳng đi từ 0 đến bi được chúng ta viết lại. Bằng việc thế cẳng thì chúng ta sẽ thu được kết quả của tích phân này là bằng bi bình trên 2 và đó cũng là kết quả của thể tích vật thể tròn xoay của cô B của chúng ta. Hoàn toàn tương tự như vậy, thì mời các em đến với câu C của bài tập số 4 sách giáo khoa. Câu C tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phản giới hạn bởi các đường y bằng tan x, y bằng 0, x bằng 0, x bằng b trên 4, quay quanh trục của x. Thì tương tự cách giải, phương pháp giải của câu A và câu B, thì chúng ta đi đạt fx bằng tan x. Và chúng ta không cần phải đi xét phương trình hành độ vô điểm nữa bởi vì chúng ta đã có đầy đủ các cạnh x bằng 0 và x bằng b trên 4. Và thì suy ra thể tích cần tìm sẽ là v bằng b tích phân đi từ a đến b của fx tất cả bình dx bằng b tích phân đi từ 0 đến b trên 4 của tan bình x dx. Và đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta không cần đi tìm phương trình hành độ vô điểm nữa. Bởi vì giả sử tồn tại nghiệm trong khoảng từ 0 đến b trên 4 thì lúc đó tích phân đi từ 0 đến pi trên 4 được tách ra làm hai tích phân cũng bằng kết quả của tích phân đi từ 0 đến pi trên 4 của tan bình x dx mà thôi. Và chúng ta có công thức 1 cộng tan bình x là bằng 1 phần quýt bình x, công thức lượng giác cơ bản mà các em đã được học. Và thì chúng ta dễ dàng rút ra được tan bình x sẽ là bằng 1 phần quýt bình x trừ 1. Và 1 phần quýt bình x trừ 1 đã có nguyên hồng trực tiếp là bằng tan x trừ x cặn đi từ 0 đến B trên 4 được các em ghi lại. Và lúc này, nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta là các em thế cặn B trên 4 và 0 vào hồm số tan x trừ x. Như vậy chúng ta sẽ được kết quả là bằng b 1 trừ pi trên 4. Làm gọn kết quả này ta sẽ được kết quả là 4 b trừ pi bình trên 4 đơn vị thể tích. Và để tiếp tục tiết học ngày hôm nay, mời các em đến với ví dụ số 9. Tìm giá trị của thông số M để thể tích vật thể khi quay quanh trục của x hình phản giới hạn bởi các đường y bằng x bình trừ 4x trục OX x các đường thẳng x bằng 1 với x bằng m như vậy một cặn của bài toán được thông số hóa bởi thông số m biết m lớn hơn 1. và thể tích này để cho bằng 153 trăm trên năm vậy thì lúc đó giá trị m thuộc khoảng nào trong các khoảng a b c và d thì đứng trước bài toán này chúng ta nhận thấy rằng hình phản hóc của chúng ta được giới hạn bởi đồ thị hàm số fx bằng x bình trừ 4x. Trục hoành ox, các đường thẳng x bằng 1 và x bằng m, với m lớn hơn 1 để đã cho. Và thì dễ dàng suy ra được, thể tích v của chúng ta sẽ là bằng b, tích phân đi từ a đến b của fx tắt cỏ bình, dx. Bằng việc thế cận a bằng 1, b bằng m, fx bằng x bình trừ 4x, thì chúng ta thu được kết quả tiếp theo của tích phân là bằng b tích phân đi từ 1 đến m của x bình trừ 4x tất cả bình dx khai triển hành đẳng thức này ta sẽ thu được x mũ 4 trừ 8x mũ 3 cộng 16x bình dx lấy nguyên hòm trực tiếp ta sẽ có nguyên hòm x mũ 4 sẽ là 1 phần 5 x mũ 5 nguyên hòm của 8x mũ 3 sẽ là 2x mũ 4 nguyên hòm của 16x bình sẽ là 16 phần 3 x mũ 3 cặn đi từ 1 đến m được các em viết lại Thế cẳng vô chúng ta sẽ thu được kết quả là 1 phần 5 m mũ 5 trừ 2 m mũ 4 cộng 16 phần 3 m mũ 3 trừ 53 phần 3. Và đây là kết quả cuối cùng của thể tích vật thể tròn xoay khi qua hình phản này quanh trục và còn phụ thuộc vào thông số m. Nhưng để cho thể tích của vật thể tròn xoay này là bằng 153 pi trên 5. Vậy thì ta cho kết quả này bằng 153 pi trên 5. Và bàn máy tính ta có thể kiểm tra được kết quả của phương trình này thu được giá trị m bằng 4 và với kết quả m bằng 4 chúng ta sẽ đối chứng với bốn đáp án a b c và d của chúng ta thì ta thấy giá trị m bằng 4 thuộc khoảng từ 3 đến 5 các em hết sức cẩn thận không nhầm ở kết quả của câu c và với đáp án này thì ví dụ chính của chúng ta sẽ có đáp án được chọn là câu d chúng ta vừa đi giải các dạng toán về thể tích của vật thể tròn xoay khi quay hình phản giới hạn bởi các đường y bằng fx trục hoành ox các đường thẳng x bằng a x bằng b quay quanh trục ox trong chương trình giảm tải của bộ thì hình phản giới hạn bởi các đường y bằng fx y bằng gx các đường thẳng x bằng a x bằng b quay quanh trục ox được giảm tải do đó các em không cần phải đi học thể tích của vật thể đó chúng ta đến với hoạt động số 3 hoạt động củng cố. Một lần nữa, chúng ta lưu ý một điều rằng khi vật thể tròn xoay được quay hình được quay quanh OX hình phản giới hạn bởi đồ thị hồn số y bằng fx. Các đường thẳng x bằng a, x bằng b thì sẽ có công thức thể tích được tính là bằng b tích phân đi từ a đến b của fx tất cả bình đi. Trên cơ sở đó, về nhà thì đề nghị các em giải cho thầy các bài tập, bài tập số 1 tính diện tích hình phản giới hạn bởi các đường y bằng sin giá trị tuyệt đối của x và y bằng giá trị tuyệt đối của x trừ b đây sẽ là hình phản được các em dùng kiến thức dạng 3 để chúng ta tính và toán số 2 về nhà đó là tính thể tích khối tròn xoay tọa bởi khi qua hình phản giới hạn bởi các đường y bằng x bình trừ 4 x cộng 4 y bằng 0 x bằng 0 x bằng 3 quay quanh trục của x hình phản này thể tích này sẽ được dùng kiến thức của thể tích tròn xoay mà các em vừa được học và tiết học của chúng ta xin được kết thúc tại đây à, xin chào và hẹn lại các em ở tiết học tiếp theo.